Hôm nay mình sẽ chỉ anh em cách đăng ký server test OB36. Link này mình sẽ để dưới mô tả. Ở đây có hai phương thức đăng nhập, mình khuyên anh em nên đăng nhập bằng tài khoản Google phụ. Đoạn này là anh em ghi email lúc nãy. Xong rồi bấm Enter. Đây là mã để vào server test. Ngày 1 tháng 9 nó sẽ mở để anh em đau về. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh cả.